Sau hàng nhiệt điện xin kính chào các bác. Em lên sóng tiếp tục chiếc máy điều hòa phục vụ các bác trong mùa hè năm nay. Hôm nay thời tiết rất là nóng rồi các bác nhá. Đây là con này em để số 36. Em bán là 3,6 triệu, đi kèm một chiếc điều khiển đa năng nhé, điều khiển học đa năng. Đây là một con của hãng Kurumi, còn rất là đẹp. Hãng Kurumi. Cửa gió ra rất là khỏe, công suất 8.000 BTU các bác nhé. Mọi thứ, mọi chức năng hoạt động ok, ngon lành. Dàn rất là đẹp luôn này. Đấy, dàn lạnh các bác nhé. Điều hòa lại chứ không phải quạt hơi nước đâu ạ. Ra độ lạnh từ 15 đến 20 độ C, mát lạnh luôn. Dùng trong phòng khoảng 10 đến 15 mét vuông. Đấy. Phòng càng bé thì các bác mát càng nhanh, phòng to thì mát lâu. Đấy nó là quy luật rồi. Tình trạng máy thì rất là đẹp. Rất đẹp quá nhé. Kurumi, bọn này hệ thống tự tiêu nước luôn nhé. Đây là cửa gót, gió thoát khí nóng. Đấy, dàn điếc còn rất là ok này. Máy đang chạy rất ngon lành, ổn định. Nói chung là con máy điều hòa một cục này thì mùa nào cũng bán đến vài trăm con rồi. Dùng rất là hay, hiệu quả, tiết kiệm. Đấy. Lắp đặt đơn giản, di chuyển đi đâu cũng được. Chỉ với một cái máy như này thôi, các bác cắm điện vào là các bác mát thôi. Điện lưu ý là máy Nhật thì sử dụng điện 100V. Cho nên là phải có đổi nguồn từ 220V xuống 100V nhé. Con này em bán là 3,6 triệu, chưa có phí vận chuyển, chưa có đổi nguồn. Ship hàng toàn quốc, các bác ở xa mua đặt cọc trước 500 nhé. Nhận hàng kiểm tra thanh toán nốt. Một con máy rất là đẹp đấy ạ. Giá cả hợp lý, chào các bác.